Đôi lúc tao suy nghĩ thì thấy tức cười cho cuộc đời. Người nằm đó mà chơi, còn người làm việc chẳng chút thảnh thơi. Trong khi tao đang cày cấy, còn mày nhàn nhã mà lướt bay. Vậy nghĩ lại xem, nếu mày là tao thì được cái xích xử gì đây? Mày bay rồi mày nhảy thì từ nhà mày chưa có xu tẩy. Rồi mày đi ba, mày đập đá, miệng mày buông lời thô bỉ. Mày cười nhạo mọi người tụi tao vì tụi tao đông từng lon gạo. Còn mày hút cháo từ sáng đến tối, ăn không ngồi rồi mà quách lối. Thời gian này thiếu sự công bằng và ta là tầng lớp phân phận. Thời gian này còn có công bằng thì ta bước đi không cần chân. Tất hiểu nổi, có quyền, có tiền thế là tiếng. Dù tao đây có mày chỗ nào, không thông biến thì biến liền. Sáng làm việc chiều đi với gà, mày sung sướng hơn là đại gia. Còn tao đây chạy sâu khắp nơi làm ra đồng tiền mà lại cha. Nghĩ lại xem, nếu một ngày cả thế giới mà đổi ngược, tiền bạc vật chất công phò của mày không ra đi là không. Kẻ trắng tay vì mày không biết muốn có cây ăn phải bán sức lao động hàng ngày. Thế giới khác còn mày không sức để mà bay vì mày không biết tay làm hàng ngay thì tiền đâu ra mà mày chạy. Thế giới khác còn mày là một kẻ trắng tay vì mày không biết muốn có cây ăn phải bán sức lao động hàng ngày. Thế giới khác còn mày không sức để mà bay vì mày không biết tay làm hàng ngay thì tiền đâu ra mà mày chạy. Thế giới không như mong đợi và ta cũng phải tự bước đi thôi. Ta tự làm ra gì và ta cũng phải tự đánh đổi. Khi mạng sống để lấy nó, mà kiếm chát qua ngày. Tôi đang có cày thì giận hôi nên rất là đáng cay. Tôi làm công việc kiếm tiền từ hai bàn tay trắng. Còn mày có tiền thì ăn chơi đua đòi, có ngày thì cũng trắng tay. Đáng cay người nghèo rất khó vượt lên trên. Tôi bận họ thì một ngày thì mất luôn cả cái tên. Vậy còn hơn cho bản thân nó rồi còn gì nữa. Người nghèo nếu không may mất luôn cái gì mà chưa. Ngược đời không như là mong đợi, không ai biết trước điều gì ở trong cuộc chơi. Buồn cười ha, người giàu thì càng giàu, người nghèo thì càng nghèo. Mỗi người thì đói, đôi móc đôi mèo. Cuộc sống vất vả trèo leo, thế giới này nó đã bị đổi ngược thật rồi. Thế giới khác còn mày là một kẻ trắng tay vì mày không biết muốn có cây ăn phải bán sức lao động hàng ngày. Thế giới khác còn mày không sức để mà bay vì mày không biết ta làm hàng ngay thì tiền đâu ra mà mày chạy. Thế giới khác còn mày là một kẻ trắng tay vì mày không biết muốn có cây ăn phải bán sức lao động hàng ngày. Thế giới khác còn mày không sức để mà bay vì mày không biết ta làm hàng ngay thì tiền đâu ra